Một số hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đang yêu cầu bỏ phiếu cho nghị quyết luận tội Tổng thống Joe Biden nhưng lãnh đạo đảng này lại phản đối. Hạ nghị sĩ Lauren Boebert của Đảng Cộng Hòa từ bang Colorado đã sử dụng đặc quyền để yêu cầu Hạ viện bỏ phiếu trong tuần này về nghị quyết luận tội Tổng thống Biden, theo Reuters. Nghị quyết của bà Boebert cáo buộc Tổng thống Biden phá vỡ lời tuyên thệ khi không thi hành các luật nhập cư và bảo vệ biên giới Mexico trước hoạt động buôn lậu thuốc giảm đau opioid tổng hợp fentanyl, đều là các loại thuốc gây nghiện. Đảng Cộng Hòa cần đoàn kết và bắt người này rời khỏi chức vụ vì việc lơ là trách nhiệm tại biên giới phía Nam, bà Boebert viết trên Twitter ngày 21 tháng 6. Trang The Hill đưa tin, nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích bà Boebert vì nghị quyết luận tội của bà còn quá non yếu, gây ảnh hưởng nỗ lực điều tra của Đảng đối với các hoạt động của gia đình ông Biden, nhằm chuẩn bị cho một cuộc luận tội lớn hơn trong tương lai. Bà Boebert được cho là đã hứa sẽ cân nhắc lại nghị quyết và sẽ tham dự cuộc họp với các đồng nghiệp vào ngày 21 tháng 6. Tuy nhiên, bà đã thất hứa khi đưa ra yêu cầu bỏ phiếu và không đến dự cuộc họp. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã có cuộc họp kín với các nghị sĩ Cộng hòa và yêu cầu họ bỏ phiếu chống khi nghị quyết của bà Boebert được đưa ra Hạ viện. Phe Dân Chủ đang chuẩn bị một đề nghị nhằm ngăn chặn nghị quyết luận tội trước khi nó được đưa ra bỏ phiếu và động thái này được dự đoán là sẽ thành công. Trong trường hợp nghị quyết vẫn được đưa ra toàn Hạ viện, nó cũng khó có khả năng được thông qua khi Đảng Cộng hòa giữ thế đa số hẹp 222 ghế so với 212 ghế của Đảng Dân Chủ. Nhà Trắng cũng ra thông điệp chỉ trích hành động của bà Boebert, gọi đó là trò chính trị vô căn cứ nhằm thu hút sự chú ý và sẽ không giúp được gì cho người dân. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, người cũng có kế hoạch kêu gọi luận tội ông Biden, hai bộ trưởng, một thẩm phán và giám đốc FBI, ủng hộ nghị quyết của bà Boebert nhưng cho biết những chia rẽ nội bộ đã ngăn cản Đảng Cộng hòa thông qua nghị quyết luận tội. Cựu trợ lý từng tố cáo ông Biden quấy rối đã sang Nga. Ngoài nghị quyết của bà Boebert, hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna của Đảng Cộng hòa cũng đã tung nghị quyết khiển trách hạ nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff, cáo buộc ông này lạm dụng quá mức lòng tin của người dân Mỹ, lan truyền cáo buộc sai sự thật rằng chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cấu kết với Nga, cùng những hành vi thiếu trung thực trong vụ luận tội lần đầu đối với ông Trump. Ông Schiff là người dẫn đầu cuộc điều tra luận tội đầu tiên đối với cựu tổng thống của Đảng Cộng hòa. Nghị quyết bị ngăn chặn trước đó, nhưng cuối cùng được thông qua trong ngày 21 tháng 6, sau khi bà Luna gỡ bỏ nội dung kêu gọi phạt ông Schiff 16 triệu đô la Mỹ và một số chỉnh sửa khác. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.